Dạ Tân xin chào cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Tân nha. Hôm nay là đi chợ 9 tháng 6 của anh chị. Hôm nay cá biển và mực nhiều lắm, khá rẻ luôn đó anh chị ơi. Thì bây giờ xin mời cô chú anh chị mình đi theo Tân để cập nhật giá cả trong hôm nay nha. Thì cứ gài đồ rẻ của chú anh chị mình lên đơn để Tân mua đồ nha. Để lúc nào mắc mà đồ nó không ngon nữa. Giờ mua ít cái bông ống lau à. Mực lá nó gài rẻ nè quý anh chị ơi. Ống lau nhỏ nè. Cái là 21 để cầm được. Ống này chắc 120-130 gì để hỏi. Còn 5 cho con 19. Này cái lại là 170. Bữa nay bao nhiêu? Cái lớn này 200-201 nha. Nè. Này cũng mười mấy con ký. Bao la mực luôn. Này nhiêu vậy thiệt? Nhỏ nè. 3 con không ngoài 170 em. Nhỏ. 130. Một con đẹp. Sắc rồi. Lấy 5 kg vậy thầy. 5 kg 130. Ống này rẻ hơn nó gà còn có 250-260. 250 không tới 26 đâu. 5 kg nha. Để đây lưỡi châu xịn hơn là cái lưng qua coi. À, lưỡi quá nhớt luôn. Quá nhớt luôn cái này nhiêu ạ? Giống cho chị Phương ta nhà hai con. Trời ơi. Dạ, 195.000 cái thu hả? Có rồi đó bạn, có câu. Rồi. Có bán luôn, có bán luôn á hả? 195.000 hả? YouTube là bán cho 200. Thiệt sò luôn, cá gà cá giá cao quá, xá cao là. Cá câu đó. Để coi qua mua cái lưỡi trâu trước rồi. 2 kg bạn ơi, giá nhiêu ạ? À? Này giá nhiêu ạ? Cái lưỡi 150 bạn ơi. 150. Cái này giá cao hơn. Con còn 2 con. Hả? Như tay vậy? Bự quá. À. Đuôi dời không có đuôi ấy hả? Có đuối nghệ, có đuối dơ mà. Mấy ký hậu? 2 ký 2. Đấy, mảnh như vậy. Ngao rồi mắc không bạn? Ngao rẻ bạn ơi. Nhiều. Ngao hả? Ừ. Ngao bán lại này chân. Chân. Đem căng cá thu ơi, mới giấu được con. Mới xịn sò còn nhớt luôn trời. Mới giành giật được con à. Mà bữa nãy tới 195.000 lên. Nó xịn luôn. Gà không có thu giấu cái này không có làm 5,5 kg rồi hậu ơi. 5,5 kg để chẳng ai giấu để đâu có làm đâu, giấu đi cột đuôi đi. Bác nhà em cái mình tế nay với nhiều là sao có, con ký có không? Không có, bác ba con đi. Không quay mà sáu nãy giờ không quay hả? À? Cấp hàng bữa kiếm chết luôn, có này nhóc chân nè. Đó. Đó. 105.000 có mấy kiếm mà từ cái giờ kéo xuống sao á. Vậy hả? Đó, kêu bán cho bạn nghe lại cũng có 105. Mấy kế anh đâu? Ừ. Mấy kế à? Bình đế. Đế 95.000 á. 95.000. Này nhiêu bà anh? 100.000 hả? Cái gì vậy? 100 mấy luôn, hôm qua hả? Hôm qua 100 mấy luôn hả? Nay 100.000 cái xịn sò luôn nè. Đó.
lấy này 3 kg, cá nục này nhiêu anh? Nục xuông này nhiêu ạ? 3 kg này vô nước hả? 55.000. 3 kg vô nước, 3 kg vô nước. Xuông 3 kg hả? Nục 55.000, 55.000. Căng này đi làm. Đi làm. Căng hai này trước đi. Hai cái này nè, cái này đi làm nữa nè. Hai cái đó vô nước thì dễ đi. Lấy con này cho em đây, 180 nè cô chú anh chị. Xịn sò luôn nha. Đó, 4 kg, 4 kg mấy cũng được. Nó lấy đại con đó đi. Có con nó bự bên gì 6 bên nào không có cá 4 kg à. Rồi 4 cái 4 4 để đi, hồi mua ai tính tiền cho. Cá lạc này ngon quá, sáng ngon à. Quá sáng ngon luôn, 101 hả? Hôm nay có khoai nhỏ không rồi sao giao trời. Có khoai nhỏ xíu sao mua. Thôi này bự gì. Này nhiêu ạ? 130 đi luôn. Trời ơi, bên này nói rưỡi không mà trời. Anh đâu có bự đâu mà 150. Mấy bữa bên này bán cái 150 không cá này chứ cá nào. Tôi mua cho máu tôi mỗi ngày à. Chị mua chém chị phải hả? Tôi mời chị mua bán chị 150. Mình chém chị. Mấy ký? Đây này lụm 5 ký đi. Đây là bự nè. Lụm bự nha. Lụm bự bự em giao nhà hàng nha. Nhau hàng mà lắm đi, em đi làm à, thôi thấy ghê à. chút giấy chút giấy bữa nay như chị Quyền nhiêu ạ? Hôm nay mua có 3 kg à, nãy bán nhiêu em? Bán 120 hả? Chốt này ngon quá. Rồi lụm đi, nó 3 kg nha. Cá leo 7-8 kg hả? Không. Này có ai dặn đâu. Này nhiêu hả? 95.000. 95.000. Quảng cáo lìa lìa chứ có cá leo quỳ nè, quảng cáo lìa lìa vậy ha. 3 kg chốt, 3 kg chốt giấy em nè, đem qua bển. Có nhóc kìa nè, lát đợi lấy qua để con hết đi nhóc nè. Dạ cá cũng mới ngợp rồi chứ giờ kiếm cá sống không có đâu. Các bạn phải chết có 40 mẹ luôn. Nục lớn này. Hai chiếc. 180 hai vàng. Dạ. 3 kg à? 3 kg. Long Thành cho 200 luôn. 3 kg đem. 3 kg vừa rồi. Đưa đây anh đi làm luôn, đổ bọc luôn nha. Đổ bọc đi làm luôn. Ê, tấm càng. Hồi tắng à, hồi tối đếm con hả? Nói chuyện hồi quên mất đếm lại đó. Hồi tối nhận anh kia 270.000 tôm 12 con của chú chị. Mà giờ tôm ghẻ được 20.000 á. Ghẻ được 20.000 thì bớt nha. Tại vì nhận giá trước, nhận giá đầu hôm á. Nhưng mà dịch á dạ. Dựa người ta bớt thì mình bớt nha của chú chị. Bởi tôm càng người ta không có nhận giá trước. Tối là 8 giờ điện bên dựa rồi. Vừa thì người ta báo tối giá đó tiền công luôn khoảng 270.000 nên bây giờ nó rẻ được 20.000 thì bớt anh này được cũng 12 kg rồi. 12 kg là bớt cũng được mấy trăm ngàn rồi, thấy không? Đó thì tăng mua theo cái giá chợ của chú anh chị. Tối nhận ảnh là 270, bây giờ xuống còn 250 rồi. Tôm càng thì nó hên xui, giá hên xui, ta không có nói
nói giá trước được, phải nhiều người gọi gọi đặt tôm càng là phải tối chừng 8 giờ á, gọi người ta gọi vô trong vựa nè. Ta biểu biết cái tôm lên xuống á. Lên nhiều tôm thì nó rẻ, cô chú anh chị bữa nào nó hút thì nó mắc. Thì giá thì giá ban đêm vậy, nhưng mà vô thì vựa thấy dội thì nó bớt giá mình nha. Cái ngát vẫn chưa em chưa. Chưa chưa rồi phải không? Đừng bắt nhỏ nha, ta giao bữa nhỏ sáu con không? 120 ngàn quá chứ gì? 120 ngàn vẫn. Ở con này bự quá anh Bảy. Đừng có bắt bự quá, anh ta không có bán được nha. Bắt đúng size nha anh Bảy. Đúng size nha. 1.5 tới 1.5 đâu lại thôi. Đừng dưới 1.1, đừng dưới 1 kg. Mắc bự quá nữa. Móng dừa này 220 kìa. Dừa lớn. Đè lỗ nè. Tay dưới 1.5 kg. Ừ. Bự giao người ta. Ừ, giao bự cho người ta đi, gõ nhà hàng đâu có gì. Hên quá, nay cô có ốc biển ăn rồi. Ốc biển như chị Nhi 650. Cái loại dặn không nhiều, không dặn lớn hơn nhiêu? 700. Cô không dặn lớn nhỏ, nhưng mà lớn quá ăn với ai cô ơi. Lấy cái này được à. Lớn hơn cũng không có nhiều đâu. Hên quá, nay cô có ốc biển ăn. Lấy em 2 kg này chị Nhi. 2 kg. Ở đây mua mối mua quen rồi, không có bán khách rồi chứ anh chị. Bao nhiêu rồi bán nhiêu mà. Có gì trả giá được, trả giá đâu. Ốc biển lúc gà là nó hết mùa rồi nghe cô chú anh chị. Ốc này lúc trước mình nó vô mùa nó rẻ lắm, tầm 400 ngàn nè. 400-450 rồi, giờ nó nghịch mùa nó mắc hơn mấy trăm ngàn vậy đó. Giờ nó vậy đó. Mực đi, quá xả mực. Mực này rẻ với giá nhiêu rồi Bảy? Quá rẻ vậy. Ôi gà quá xả rẻ luôn chứ anh chị à. Lá rẻ rồi bây giờ có ăn thì đặt nghe, quá rẻ lại ngon. Hôm gà nó nằm 300-301, bây giờ nó xuống còn có 250 thôi. Lá ngon sống, lá câu coi chú anh chị. Ê chợ ấy là nó rẻ với lại đồ nhiều nha, mực ống mực lá gầy rất là rẻ của chú anh chị ơi. Nó sống miner luôn nè. Đó. Chưa đổi màu luôn mấy con này. Hôm gầy mực mắc quá của chú anh chị, lặn tâm biệt tích luôn, không thấy ăn mực lá bây giờ rẻ rồi đó, ăn đi nha, để mốt mắc rồi đặt nó không có mực mà lại không ngon mà lại mắc nữa. Cái lá 4-5 con đó nãy tính con giá nhiêu? 180 à, rẻ quá rồi, để 6 kg nha. Quá xa rẻ rồi. Mực đó hổm là 200 mấy luôn, nơi rẻ rồi. Nó dặn cho ba lựa đi, hồi đi mua đồ. Yếu người ta. Đâu cũng 300 ngàn mà sao Dương nó không được mạnh hết. Dương này 300 ngàn thì không gài của chú anh chị. Không có hạ nổi con trò Dương nữa. Ra đâu 27-28 cũng lên 300. Không bự. Ba trăm bớt không? 300 cũng bớt. Mấy bữa nay sầu dương lên yếu người ta đi đâu cũng vậy, chỗ này hơi mạnh mạnh nữa, nó không bự cái con cô ơi, nó bự quá, ăn cũng dai cái mồm. Lấy gỗ em nữa mới 2 kg rồi. Cái xác cái 16 cái loại lớn nữa là mắc nữa, lớn rồi hết à. Có con cái gì trong đây, cái ngát cái gì nè, cái lăng
2 kg thôi bò ơi. Đi làm để khô đi, đi làm cá này kho tiêu nghe cô chú anh chị, nhỏ nhưng mà nó béo cực kỳ béo luôn. Lát xong nè, mua về cho coi nhà tự nạo bao nhiêu vốn bán 2 kg à? 2 kg không? Cái lát này lát xong thiên nhiên nha, mày nhiêu vốn? 130. Đó, muốn ăn về nhà nạo nguyên chất thì tự mua nguyên con về nạo. Lúc gà. Rồi 2 kg con trai 130. Lúc gà mà nạo ra nguyên chất là nhiêu ốc? 300 mấy ốc? 350 nha cô chú anh chị. Đó, cá lạc lát xịn mà pha không có pha với lộn. Xịn sò luôn, 350. Rắn luôn, rắn chung luôn. Ở ngày có ai bán quán rắn thì đặt ngay rắn chung cô chú anh chị. Rắn chung với rắn nước nè. Rắn nước 160 ngàn. Ngăn nước nha, này chắc có bán xô quá à. Mưa bự gắn chung 200 ngàn nè. Gắn chung này về mấy người ta ngâm rượu nhất mỏi nè. Có gắn hổ heo nữa nè. Gắn hổ heo này không biết nhiêu. Rồi, thông báo của chú anh chị là ngày mai có cá bông lau lên đúng không? Bông lau lớn, giá nhiều, chát à. Em chưa biết mà. Cá nhỏ hôm gà bán 175 mà đó. 85 luôn hả? Mà vậy là cá này chắc cũng 220-23. Chưa biết nó bự nhỏ, bự lắm thì mới giá bán chứ. Không bự quá cũng đâu. Không rồi, cá chợ không có. Mai cô chú anh chị nào có ăn cá bông lau lớn thì đặt nha, mai có rồi đó. Rồi hôm nay quay clip ở đây, dừng clip ở đây cô chú anh chị ơi. Mai có ăn thì lên đơn nha, tại đồ bây giờ cũng rẻ rồi, mực bây giờ nó rẻ dữ lắm rồi, rẻ mấy chục ngàn ký, 40-50 ngàn ký thì có ăn là lên đơn để tao mua cho nó đồ có mà rẻ mà lại ngon nữa.